người dân lên chùa tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh, Long An đến chùa để thắp hương, tỏ lòng thành kính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ngày 23 tháng 7. Sáng ngày 23 tháng 7, tại thành phố Hồ Chí Minh, hơn 50 Phật tử làm lễ cầu siêu trước di ảnh cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở chánh điện chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3. Trước đó 2 ngày, khu nhà linh của chùa cũng đặt bàn thờ để người dân, Phật tử tới viếng cố Tổng Bí thư. Lễ cầu siêu diễn ra trong hơn 1 giờ. Theo đại diện chùa, việc tổ chức cầu siêu được thực hiện theo đúng nghi lễ Phật giáo, như một cách bày tỏ lòng thành, tri ân những đóng góp cho đất nước của cố Tổng Bí thư. Sau lễ cầu siêu, đông đảo Phật tử, người dân trật tự vào chánh điện viếng người đã khuất. Anh Trần Tuấn Luân, 34 tuổi, mang theo hoa, trái cây tới viếng, cho biết cố Tổng Bí thư là nhà lãnh đạo mẫu mực, hết lòng vì đất nước. Ông Hà Viết Cần, 70 tuổi, ngụ quận 12, cho hay nghe tin chùa đặt di ảnh cùng bàn thờ Tổng Bí thư nên đến để thắp nén nhang. Tôi rất kính trọng những việc ông làm khi còn ở vị trí lãnh đạo đảng và nhà nước, cũng như cuộc sống đời thường giản dị của ông Cần nói. Đông đảo bạn trẻ, người dân thắp nhang, cầu nguyện trước bàn thờ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại khu nhà linh chùa Vĩnh Nghiêm tối ngày 22 tháng 7. Di ảnh cố Tổng Bí thư được đặt trang trọng, xung quanh bài trí hoa cúc vàng. Tan giờ làm, chị Nguyễn Thị Sương, 23 tuổi, đến chùa thắp nén nhang, đứng kính cẩn trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hôm nghe tin bác mất, tôi rất buồn. Chỉ tiếc là không thể trực tiếp ra Hà Nội viếng nên đến đây bày tỏ tấm lòng thành của mình, chị Sương nói. Sau khi thắp hương, Nguyễn Tiến Hoàng, 25 tuổi, đặt tay lên trán chào trước di ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Anh Hoàng cho biết từ lâu vẫn hay theo dõi các hoạt động lãnh đạo của Tổng Bí thư và nhớ nhất về công cuộc chống tham nhũng của ông. Tại chùa Thiên Châu, thành phố Tân An, Long An, từ 4 hôm nay, khu vực bàn thờ tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mỗi ngày có hàng chục đến hàng trăm người dân đến viếng, thắp hương. Hòa thượng Thích Minh Thiện, Phó ban Hoằng pháp Trung ương JHPG Việt Nam, trưởng ban trị sự JHPG Việt Nam tỉnh Long An, trụ trì chùa cho biết khi hay tin Tổng Bí thư từ trần, nhà chùa tổ chức tưởng niệm, tri ân công đức, tụng kinh cầu nguyện theo truyền thống Phật giáo. Phật tử chùa Thiên Châu cùng đọc kinh cầu nguyện cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khu vực tưởng niệm Tổng Bí thư tại chùa mở cửa đến hết quốc tang, tạo điều kiện cho người dân đến thắp hương. Tưởng niệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 19 tháng 7 năm 2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi. Ngoài huân chương sao vàng, ông được ghi nhận nhiều công lao, đóng góp to lớn, đặc biệt xuất sắc đối với sự nghiệp cách mạng của đảng, dân tộc. Tang lễ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 25 và 26 tháng 7, sau đó ông được an táng tại Nghĩa trang Mai Dịch. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.